Kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Mình Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 13 năm 2020. Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang California và thông tin về ông Elon Musk là một cái tên tuổi gắn liền với công ty Tesla luôn quý vị. Không biết quý vị ngày hôm nay đầu tư chứng khoán có thành công hay không trong ngày thứ sáu ngày 13 ha. Hiện giờ cái thông báo của EDD là sở thất nghiệp của California liên quan đến cái trường hợp là những cô chú anh chị nào mà ngừng certify hoặc là đi làm lại rồi bị cắt tiền trợ cấp thất nghiệp, bây giờ muốn quay trở lại để xin tiền trợ cấp thất nghiệp thì mình phải vào mình reopen claim. Thì khi mà mình làm như vậy á, thì EDD người ta có hai cái trường hợp. Nếu như bạn rơi vào cái trường hợp 1 thì làm như thế nào? Bạn rơi vào cái trường hợp 2 thì các bạn làm như thế nào? Thì EDD người ta ra cái thông báo mới ngày hôm qua nhớ vậy. Thì Ngọc cũng muốn chia sẻ cái cách này để chúng ta có thể làm đúng. Nếu như mà mình làm sai nhiều khi nó ảnh hưởng đến cái tiến trình gọi là nó nhanh nó chậm, mình nhận tiền nhanh hay nhận tiền chậm đó. Thì hiện giờ thì nếu như bạn rơi vào cái trường hợp đó ha, đó là những ai mà đi làm lại hoặc là bị cắt hay là bạn ngừng certify vì lý do nào đó, bạn không có muốn xin tiền trợ cấp thất nghiệp nữa, bây giờ bạn muốn quay lại để xin tiền trợ cấp thất nghiệp thì làm như thế nào. Thì trước khi mà vào cái phần đó thì Ngọc cũng chia sẻ một cái thông tin mà giống như là những ai mà đang đầu tư cái cổ phiếu Tesla thì quý vị biết ngay, chắc là quý vị đã biết cái tin này luôn á, là Elon Musk có bị nhiễm Covid hay không. Thì trong ngày hôm nay á, các nhà đầu tư hoặc là quý vị chắc là cũng đón già đón non khi mà nhận cái thông tin này ha. Không biết là quý vị nhận cái thông tin này chưa, nhưng mà Ngọc thấy cái thông tin này á ra ngày hôm nay thì ông nói là cái gì đó nó bất thường ha. Khi mà ông thử Covid, tức là thử nghiệm thử mình có bị nhiễm hay không, thử 4 lần như vậy ngày hôm nay ha, nhưng mà hai cái test thì cho kết quả là negative, tức là âm tính, không có bị bệnh. Hai cái test thì cho kết quả là positive, tức là bị nhiễm Covid. Và ông nói là ông dùng test trong cùng một cái máy, cùng loại test, rồi cùng một cái cô y tá luôn, mà ra hai cái kết quả khác nhau 50-50 ha. Hai cái thì bị âm tính, hai cái thì dương tính ha. Thì bây giờ ông nói là cái test mà ông sử dụng là Rapid Antigen Test from BD. Thì khi mà các nhà báo người ta phân tích những cái thông tin này á, thì người ta nói á, là cái Rapid Antigen Test á, nhiều khi nó không có gọi là không có cho được cái kết quả chính xác, bởi vì cái độ chính xác của nó khoảng là 84-98% thôi, và cái chi phí cho cái test này khoảng là 25-100 đô mỗi lần test như vậy. Và có một cái loại test nữa nó hiệu quả cao hơn, đó là cái PCR test. Thì nhiều khi ở các cái văn phòng bác sĩ mà người ta test những cái, nói chung là người ta, Ngọc cũng đi thử dạng như là không phải thử Covid mà Ngọc thử những cái kia, thì nhiều khi người ta thử mà cái thử que thử nhanh nó khác, còn thử mà người ta thử bằng trong cái phòng thí nghiệm thì nó khác quý vị. Đó, thì cái test mà PCR test này á, là độ chính xác là 95% và cái chi phí của nó là khoảng là 300 đô hoặc là 60 đô trên dao động trong khoảng đó ha, trên một cái chi phí một cái test thử như vậy. Thì không biết là ổng có ngụ ý gì đó, mọi người cứ đón già đón non, nó có liên quan gì đến cổ phiếu Tesla hay không khi mà ông tweet cái dòng này. Nhiều khi mỗi lần mà ông tweet vậy, cổ phiếu Tesla nó xuống quý vị. Hiện giờ cổ phiếu Tesla thì nó xuống, mấy ngày nay nó xuống, nó không có còn là một cái cổ phiếu mà đem lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư nữa. Hiện giờ cái cổ phiếu mà ngày hôm nay đầu giờ nó lên, mở lên rất là cao, và trong ngày á, thì nó xuống, rớt xuống thê thảm luôn. Đó là hai cổ phiếu xe điện của China. Thì hai cổ phiếu mà Ngọc có đầu tư là LI và cổ phiếu NIO, NIO. Thì quý vị có thể tham khảo thêm những cái cổ phiếu này. Nhưng mà quý vị biết nó lên cao á, thì nó xuống cũng dữ dội lắm, cho nên là canh nha. Đừng có mua ào ào. Khi mình mua thì nhiều khi mình phải phải canh chừng một chút xíu ha, đừng có dồn hết vô mua chút xíu thôi, lỡ nó rớt mình mua thêm để mình trung bình giá xuống. Rồi bây giờ những cô chú nào, anh chị nào mà đi làm lại sau đó quay lại xin tiền trợ cấp thất nghiệp á, thì cái EDD người ta thông báo một cái thông báo mới là trường hợp thứ nhất
là trong vòng 120 ngày, tức là từ cái ngày mà mình bị cắt tiền trợ cấp thất nghiệp tới cái ngày mà mình quay lại xin tiền trợ cấp thất nghiệp, thì trong vòng 120 ngày, mỗi tháng là 30 ngày, như vậy là khoảng là 4 tháng đúng không? Như vậy thì các bạn phải vào cái hồ sơ UI online của mình, rồi bấm vào cái nút là Certify for Benefit, bấm vào nút đây. Sau đó thì người ta sẽ cho mình chọn là cái tuần nào là mình last work hoặc là bị giảm giờ làm, cái tuần mà mình trước khi mà mình nghỉ việc, cái tuần cuối đó, cái tuần cuối cùng đó, thì bạn bấm vào cái tuần đó, chọn vào cái tuần đó, xong rồi mình khai báo cái lịch sử rồi những cái thông tin vân vân ha, mình trả lời những câu hỏi đó, thì đó là cái cách làm cho cái trường hợp thứ nhất. Như vậy thì các bạn không có cần gọi cho người ta đâu, cứ bạn cứ lên cái hồ sơ online, UI online của mình, chọn Certify for Benefits ha. Còn trường hợp thứ hai là cái trường hợp từ cái lúc mà bạn bị cắt tiền trợ cấp thất nghiệp cho đến cái lúc mà bạn muốn quay trở lại xin tiền trợ cấp thất nghiệp là quá 4 tháng, quá 120 ngày nha, khoảng là 4 tháng đối vị. Thì các bạn phải reopen claim. Các bạn phải vào UI online chọn cái lựa chọn là reopen claim. Thì khi mà reopen claim này, người ta sẽ dẫn đến những cái màn hình khác để các bạn làm. Nhưng mà các bạn lưu ý là nếu như mà hồ sơ của mình quá hạn 12 tháng thì các bạn phải mở một cái hồ sơ mới nha. Khi mà mở cái hồ sơ mới như vậy thì các bạn lưu ý là người ta sẽ dùng cái gọi là cái công cụ là IDMI để người ta xác minh cái danh tính của mình, cho nên là mình cũng lưu ý cái phần này. Khi mà mình làm xác minh danh tính như vậy thì nó nhanh hơn là mình gửi những cái giấy tờ qua đường bưu điện rồi vân vân quý vị. Nhưng mà nếu như mình làm không đúng á, thì người ta nhiều khi cái hồ sơ của mình bị treo, cho nên quý vị lưu ý cái điều này nha. Như vậy là cái trường hợp thứ nhất là quý vị trong vòng 120 ngày quý vị vào Certify for Benefits bình thường. Còn nếu như mà quá 120 ngày mà nhận ít hơn 12 tháng á, thì các bạn phải reopen claim. Thì người ta chỉ cho mình là vào đó bấm cái nút reopen claim, rồi sau đó người ta sẽ hướng dẫn cho mình làm như thế nào ha. Rồi bây giờ những cái thống kê, những cái tin tức bây giờ liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp, nó liên quan đến cái gói cứu trợ lần thứ hai luôn quý vị. Ngọc theo dõi cái thông tin này cho nên Ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị luôn. Hiện giờ mặc dù là ông Mitch McConnell nói á, là cái tỷ lệ thất nghiệp bây giờ nó tương đối tốt rồi, 6.9% thay vì 14.7%. Cho nên là hiện giờ cái gói cứu trợ lần thứ hai có thể là một cái gói nhỏ thôi, nhưng mà thực tế vẫn còn rất là nhiều người xin tiền trợ cấp thất nghiệp, và cái hồ sơ mới của cái tuần vừa rồi á là người ta nhận thêm 700.000 hồ sơ mới trên toàn nước Mỹ quý vị, và người ta nói là khoảng 21 triệu người dân Mỹ vẫn đang bị thất nghiệp. Đó, nhưng mà cái con số thống kê á thì người ta nói là cái tỷ lệ thất nghiệp lại giảm đi rất là nhiều. Đó, thì người ta giải thích như vậy. Nhiều khi á cái con số thống kê này nó không có chính xác lắm, bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi người ta không có xin tiền trợ cấp thất nghiệp nữa, bởi vì còn đâu mà xin, lãnh hết rồi, lãnh hết những cái tuần đó rồi, bây giờ hết những cái chương trình đó để xin rồi, cho nên là người ta đâu có liệt kê mình vào những cái người mà bị thất nghiệp đâu. Đó, đó người ta giải thích như vậy, nhưng mà thực tế là có rất là nhiều người đang bị ảnh hưởng cái đại dịch này và đang rất là cần cái sự hỗ trợ về cái tiền thất nghiệp đó quý vị. Thì nếu như quý vị theo dõi kênh của Ngọc thì Ngọc cũng theo dõi cái gói cứu trợ lần thứ hai và tiền trợ cấp thất nghiệp. Thì nếu như quý vị thấy những cái thông tin Ngọc chia sẻ ở đây hữu ích, hãy cho Ngọc một cái like, share và đăng ký kênh quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye nào!